Rồi, để ăn lên anh em. Rồi mắt trời bão cả đen rồi mọi người ơi. Hai cần được đen, ba cần được đen rồi. Mới xuống cần đã, các em đen đã vào ăn rồi. Hay quá. Nhìn thấy lưới ở miệng luôn, hợp lệ luôn anh em. Sai này, đợt này cá này đợt thả đợt sau. Giữ giữ con cá. Ok, hợp lệ. Chúc mừng cần thủ. Ai lên cá báo có mỗi cần thủ này im im xúc cá này, đây này anh em. Đấy. Lên cá không báo gì. Kỳ thật. Trời ơi, miệng luôn. Báo đen tiếp anh em, hai bờ. Không, cả ai câu người xúc chứ. Đó vừa đâu. Trời, miệng luôn anh em. Trời, sáng nay đi ăn ăn ghê không? Đâu? Lưới to chợ trên lâm sàng. Nếu mà đụng vào nó vẫn dây. Rồi miệng tiếp theo anh em. Hai con ăn miệng liên tiếp luôn. Hay quá, lên bờ tuột. Dạ. Yeah. Ôi, mệt quá. Chạy xung quanh bờ luôn. Tiếp tục bảo đen anh em ơi. Mưa lầm đầm cá ăn ghê luôn. Trời. Cần thủ ơi, đánh 4 tiếng hay 8 tiếng á? Rồi. Sắp đôi mà mất tuột mất một con rồi anh em. Ăn miệng. Ngoánh phát sấp đôi mà tuột bắt một con, hay quá, cần thủ mới này. Nó bong con lúc nãy nhấc lên là thấy hai con mà. Hai cái đầu đúng không? Đúng rồi. Thế mới hay. Ngoánh phát dính hai chép phần lên tuột bắt một con. Ê, từ giữ con cá chắc chắc á, lưới bắn vào tay ghê.
dài là cám. Cá bể quánh chết cá bể luôn. Quánh chết cá bể, quánh chết cá bể nó xì xào quá nhỉ. Đẳng cấp mà thợ mà. Đánh cá bể nó xì xào quá. Nước gì anh? Dạ. Uống nước gì? Uống trà đá. Rồi. Không, lúc nào câu báo chứ. Mình cứ ra đồ đồng hoài thì xả cá mà tính tiền để chết à. Lúc nào câu mới tính. Lúc nào câu thì báo là nhân viên viết phiếu. Cứ đợi cho lở đi đồng hoàng đi. Nó kéo nó ngoác ra rớt mất con. Anh em mày cá đen lên liên tục thời tiết này. Rồi. Rồi. Không, không được thả dây bảo hiểm các thứ đâu. Đeo vẫn được đúng rồi, nhưng mà thả dây vì dây đứt là không tính con cá đó. Miệng xịn sò anh em. Hay quá. Đèn này báo luôn anh em. Thời tiết này mà không báo cá là chuyện lạ. Đèn lên liên tục anh em. Miệng không ấy. Cá ăn mồi ở đàng hoàng chứ không phải sóc nha anh em. Rồi, xịn sò luôn. Đèn nó ít sóc lắm. Thì có nhưng mà hiếm. Đó, bảy nó tan mắt. À không, đến rồi. Đừng thả ra ngoài nhá. Thả ra ngoài hồ phạt đấy. Trơn đấy, trơn tay đấy. Thời tiết này báo đen rồi. Gần 200 đấy. Đen đen nhỏ đợt sộc. Đen to nhiều không? Đen to gần 100 con mà. Cá. Đen to chưa ăn. Mà to bao nhiêu to mấy ký? 4 5 6. Còn nhỏ là 2 kg rưỡi 3 kg. 3 kg rưỡi có. Tiếp tục báo đen anh em ơi. Tiếp này dự báo báo cá đúng rồi. Rồi. Các anh quánh không trượt phát nào, toàn vào miệng. Mấy con rồi anh? Cho nó ra ngoài đừng đưa bao. Trời ơi Tài ơi. Giờ anh xúc vào đuôi đó là nó đụt ra này thấy không? Đừng có gạch vào bờ. Ở ngoài đưa vợt nó không bị chạm. Con vừa nãy đã thế rồi. Hay cho quá. Gì mà run đấy. Mỏi tay.
phê cảm giác chứ. Đó này làm gì với đã xúc được, nó đụt đụt thế này chưa lồi mặt. Đứng cho nó vào gãy. Trời ơi, trời ơi, nái gì mà. Hồi sáng mát chứ vớt rồi. Vớt rồi chạm vào đuôi nó lại đụt rồi. Trời ơi, xúc cá lại khổ gãy gãy vợt đấy. Cho nó lơ lửng ngoài. Ôi. Rồi, vào miệng xịt sò luôn. Mấy anh em nước gì chẳng? Đá, bình trà đá, thùng trà đá đi chú. Rồi. Cậy, cậy dây bự vợt đâu? Giữ cá đi cho nó khỏe. Mang về mà. Thì còn phải cho vào rộng cho nó khỏe, cho nó tươi. Trời ơi. Rồi hợp lệ. Rộng thì vào trong game mướn thôi. Lấy cái không? Ở đây không? Lấy chứ. Ai nhấc thế ghê quá. Tại là mấy con nữa là hôm nay có lời luôn đấy. Anh nghĩ cá trường dễ cầu hả? Đúng rồi, hôm nay dễ quá dễ cầu thời tiết hôm nay. Đây cho nó mệt á. Mọi người nhìn bắt cá này, dây chạc không á, dây bự luôn đấy, 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 vợt đầu, miệng đồng hoàng luôn. Giữ con cá đứng đạp, đạp nó trước chốc phải nhớt. Hay quá. Dân yếu nó ăn yếu lắm. Bắt cá có 102 đấy. Hay quá. Rồi thả ra ngoài. Cá con này đem về đấy. Cá con này đem về. Mấy con? Trời ơi cá mọi người ơi. Ừ. Không được. Mắc cái gì ạ? À? Rách. Trải ra cho anh quay đi.
Wow. Ngồi vào dưới cho anh chụp kiểu hình luôn. Tiếp tục báo cá anh em ơi. Trời, vợt hay quá. Vợt cho luôn là giọng. Trời, thế thì không gỡ lưới à? Cho luôn vào, cắt luôn. Cắt luôn thay bộ mới. Hay quá. Trời, nó tọt xuống dưới rồi. Hết gỡ luôn. Trời ơi, bốn con. Chết luôn. Trời, bự luôn anh em. Chứ không có vợt thì bảo làm gì. Trời, khó nhau thả tọt vào trong gỡ lưới. Mỗi lần câu là thay thẻo luôn. À, sáng như ở bên kia ấy, câu ấy là cầm dây nhấc lên vỏ mình, không cầm nhấc lên gì cả. Dây của mình bé, mình cho luôn là rộng. An toàn không bác? Đúng rồi. An toàn khổ ông gỡ lưới không? Đây lội quy hồ câu săn hàng anh em. Thả cái con trôi này nó ít lên nhá. Ăn cắm xả hay gì á. Bảo có vợt đây mà gãy phao giờ. Rồi bắt cá không cần vợt hay quá. Quá hay luôn. Không có sai lớn nữa. Rồi phao cắm đi kia gãy phao giờ. Quá nguy hiểm. Em gửi vợt anh ơi. Từ đây. Wow, trôi nó đẹp. Xuống đây màu đẹp chưa? Trời ơi, nó bạc, nó bạc trắng tinh luôn, đẹp trôi. Ngày hôm nay lên trôi không mà trôi toàn trôi khủng. Quá đã anh em ơi. Rồi anh em ghé Ngọc Tâm chơi nha. Trôi điên, quá đẹp.